người mà tự nhiên cái ha 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 nội ơi. Kêu ha cái gì? Ông kêu là có gì đâu, thì anh thấy vậy mắc cười anh ha thôi. Lại con thấy ông này rất là đàng hoàng, thì con mới hỏi là còn nếu mà anh thích em không, thích thì mình tìm hiểu. Cái ổng mới kêu là không. Dạ, ổng rủ con đi nhậu, cái đi ra nhậu cái xỉn chở con về. Tới nhà cái kêu, thầy anh mắc vệ sinh quá, cho anh đi cái vệ sinh được không? Cái con lên, con dắt lên phòng, con đi vô con đi vệ sinh, cái con ra thấy ổng nằm ngủ luôn. Nằm ngủ trên giường luôn cô, mà cái phòng con có cái sofa. Thế xong anh hôn em vậy rồi anh lại im lặng. Nhưng mà thật sự là không phải là con im lặng mà là con chưa biết nói gì nè. Dạ, con tên là Trần Minh Trí. Năm nay con 26 tuổi và con đang làm kinh doanh về lĩnh vực vận tải. Con ở quận mấy Trí? Dạ con ở quận 9. Quận 9. Dạ. Rồi mời con. Dạ con tên là Trần Ngọc Bảo Uyên. Năm nay con 24 tuổi. Dạ con ở Gò Vấp, với lại công việc của con là content creator. À, content creator. Dạ. Là trên các nền tảng mạng xã hội. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ chắc có lẽ là xem nè, xem TikTok cho nên là mến mộ cô này rồi là theo đuổi cô ấy đúng không? Cua cô ấy đúng không? Dạ không có. Dạ không có. Là thực ra là con với vợ con gặp nhau cũng tình cờ đó mấy chú. Cách đây khoảng 2-3 năm. 2-3 năm trước thì là trong một buổi tiệc của một người bạn con, thì là con mới gặp vợ con. Nhưng mà lúc đó gặp xong thì một đứa thì có người yêu, còn một đứa thì vẫn chưa có người yêu. Nhưng mà cũng không có ai để ý ai hết chú. Cái xong cái về khoảng đi một thời gian khoảng 2 năm sau là lúc đó con có mở một cái nhà hàng. Thì lúc đó là bạn con mới bút ngay vợ con tới quảng cáo cho nhà hàng của con. Dạ. À vậy dạ. Đó hả? À. Tức là lúc đó là con đã làm dạ. Content rồi. Dạ. Dạ. Nhưng mà có nhận ra liền không? Dạ con, nhận ra. Con không có nhận ra. Mà cô hỏi nè, lúc đó là ảnh trả hậu hĩnh không? Dạ nói chung là tại vì cũng nói là người quen thì cũng không có hậu hĩnh lắm đâu cô, cũng không có đúng giá của con lắm đâu. Không hậu hĩnh lắm. Sau này con quảng cáo xong rồi, cái bạn con mới nhắc là cái ông mà chạy chiếc mô tô bự đó. À, cái ông mà có cái xe đẹp á hả? Là con mới nhớ. Rồi bây giờ cái nhà hàng của ảnh còn không? Dạ đã bay sau lúc mà dịch chú. Con review sao mà nhà hàng ta bay luôn vậy? Không phải, con nhớ con review xong mà con thấy lần nào con lên cũng đông lắm. Mà dịch đúng rồi. Dạ. Ở gì ổng dẹp luôn đúng dạ, không? Dạ đúng dịch rồi. Là nó giật hết em ơi. Rồi con lúc con thấy cô gái TikToker này con có thấy cổ xinh không? Dạ cũng không á chú. Cũng không á chú. Là cái lúc mà con gặp lại rồi. Hiểu lắm con kìa. Dạ tại vì lúc đó thì con mới mở quán là con bận phải tiếp khách nhiều. Hầu như là tối nào con cũng phải lên tiếp khách để nhậu hết. Thì con cũng gặp bạn này thoáng mà thôi. Thì con chỉ nhớ là bạn này cười đẹp thôi chứ cũng không có gì. Cái đoạn nào, cái khúc nào mà hai đứa để ý nhau? Là gần tới đó cô, cái là bạn con thấy bạn có đăng một cái cáp buồn. Con hồi đó con hay đi lướt, con thả icon dạo. Hay dạo đó không? Cái bạn mới rep icon của con rồi hai đứa mới nói chuyện với nhau. Tại cái gì vậy? Trái tim. Người ta đang buồn mà tự nhiên cái ha 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 ông nội ơi. Cái con kêu ha ha cái gì? Ông kêu là có gì đâu, thì anh thấy vậy mắc cười anh ha thôi. Là cái hai đứa con cứ kiểu nói chuyện qua lại nhưng mà với một cái tâm thế là như hai đứa con trai vậy á cô. Nói chuyện mà cọc lắm. Chứ không phải giống như là một người con trai đang nói chuyện với một người con gái. Con mới muốn hỏi là bây giờ nếu mà anh thích em thì bây giờ tụi mình tìm hiểu. Tại vì đó con cũng sợ, có lúc con sợ mọi người, con sợ đàn ông lắm cô. Con cảm thấy không có tin được ai hết trơn á. Lại con thấy ông này rất là đàng hoàng, thì con mới hỏi là còn nếu mà anh thích em không, thích thì mình tìm hiểu. Cái ổng mới kêu là không. Dạ ổng lắm vậy hả? Lúc đó là ổng đang chở con trên xe. Sao kỳ vậy? Con giải thích cho cô cái tâm sinh lý của con lúc đó như thế nào mà với một con bé nó dễ thương đúng như rồi vậy. Thiệt mà nó hỏi mình như vậy mà con trả lời một cái câu không. Dạ tại vì là lúc đó là một phần là tại vì bạn này kiểu như là có nhiều cái mà con kiểu là con không dám tiến tới cô, kiểu như là sao? Cái thứ nhất là bạn con không biết là bạn này cũng nổi tiếng đi cũng là trên mạng cũng có nhiều người ấy. Với cái thứ hai đó là bạn đó có hình xăm một xíu. Dạ thì cái xăm đó ở đâu? Là xăm ở đâu? Xăm mở tay thôi, nhưng mà kiểu ở nhà con thì hơi khó nên là lúc đó con cũng hơi sợ. Rồi khi mà con nghe cái không đó rồi cái cảm giác của con sao? Thì con kêu không vậy thôi đừng nói chuyện nữa đi, tại vì tính con cũng thẳng, con kêu vậy thôi đừng nói chuyện nhiều nữa tại vì tự nhiên nói vậy mất thời gian của nhau, ai cũng lớn hết trơn rồi. Nhưng mà con có hỏi tại sao anh lại trả lời không? Dạ không, tại người ta đã nói không rồi. Tự ái chứ đúng không? Dạ. Con chảnh lắm. Không thì thôi. Rồi sau đó nhà ai nấy ở? Dạ đúng, rồi. Nhà con im lặng luôn. Thì tới lúc mà con im á thì ông này vô rep story con. Rồi con hay đăng mấy cái ads ở trên Insta hay gì đó là vô hỏi, tự nhiên hỏi đô bạn nhậu được mấy lon. Rồi hỏi ba cái nhậu nhẹt rồi cứ kiếm chuyện với con nói gì đó. Mà lúc đó con bơ tầm tháng 2 tháng gì đó. Cái cú twist nào mà để cho cô ấy chịu gặp lại con? Dạ thì con kiểu như là cái lúc mà bạn ngưng không nói chuyện với con nữa thì con kiểu là con mới cảm thấy là con có thích bạn này, thì con cũng nói chuyện lại với bạn thì cũng nhiều vào Facebook cho ăn. Nhưng mà em có chịu gặp mặt không? Dạ, mua con đồ luôn à? Thì con vẫn lấy đồ ăn bình thường. Bao nhiêu lâu thì tụi con chính thức quay lại với nhau? Nói chung là cứ gửi đồ ăn qua cho con vậy, hoặc là đi làm cứ qua nhà con rồi đưa đồ ăn. Ông rủ con đi nhậu, cái đi ra nhậu cái xỉn chở con về. Tới nhà cái kêu ê anh mắc vệ sinh quá,
cho anh đi ghé vệ sinh được không? Cái con lên, con dắt lên phòng, con đi vô, con đi vệ sinh, cái con ra thấy ổng nằm ngủ luôn, nằm ngủ trên giường luôn cô, mà cái phòng con có cái sofa. Ủa con ở với ai? Dạ lúc đó là con ở ngoài, con ở nhà riêng. À. Dạ thì giờ con cũng lên con nằm vậy đó, xong con quay ủa ông này ông xỉn thiệt đó ta. Cái hồi đó con thấy quay hung con. Ủa, con cũng chịu giận luôn. Dạ thì con cũng thích mà. Rồi sáng hôm đó làm sao? Dạ qua ngày hôm sau cái kiểu như là con cũng bị rối, tại vì trước giờ con chưa có biết kiểu tỏ tình như thế nào á. Nên sẽ là cái con chưa dám nói luôn. Cái xong cái con đang suy nghĩ thì bạn mới nhắn cho con. Tại sao hôm qua anh hôn em vậy rồi anh lại im lặng? Nhưng mà thực sự là không phải là con im lặng mà là con chưa biết nói như thế nào. Dạ. Rồi như vậy tụi con yêu nhau trong bao lâu thì mới làm đám cưới? Dạ tháng mấy? Tháng 9 năm ngoái thôi. Tháng 9 năm ngoái. Nhưng mà yêu nhau được mấy bao lâu? Dạ tụi con quen nhau được 1 năm là tụi con quyết định cưới luôn á. Trong quá trình 1 năm yêu nhau thì có giận hờn chia tay chia chân gì không? Dạ cũng có. Lý do chia tay? Có một lần, cái đợt đó là con đang bị Covid. Bị Covid nên con ở nhà không có gặp nhau được á cô chú. Thì con cũng gán đợi tới ngày thứ 6 rồi, là còn một ngày nữa là được gặp người yêu mình rồi chú. Lúc đó con đang rất là vui luôn. Nôn nao. Vô tình con lướt Facebook, cái con thấy một tấm hình, tự nhiên cái mũi bạn này nó dài. Ủa quá. Mà tại vì trước đó là bạn có nói con xin con đi kiểu là đi tiêm mũi chỉ gì đó. Nhưng mà là con không có đồng ý, thì hai bên đã thống nhất với nhau là không có làm cái đó rồi. Và bạn canh con bị cách ly, cái bạn đi bạn tiêm luôn. Giống như có cơ hội. Kiểu lúc đó con bị sốc. Kiểu con thấy tấm hình cái con bị sốc. Rồi xong cái kiểu lúc đó thì con cũng chia tay. Con đòi chia tay? Dạ. Nhắn tin chia tay hả? Dạ. Tại chị gì? Tại con bị tại con nhìn cái mặt đó, nó không có vô. Nó không chia có vô. Gì? Vậy là chia tay trong bao lâu? Dạ chắc chia tay được ngày. Dạ tại vì lúc nào làm quê? Qua ngày hôm sau là con hết cách ly rồi. Thì cái bạn mới kêu con qua để nói chuyện. Chồng con chia tay con nhưng mà con không có cam tâm, tự nhiên nói cho rõ ràng chứ. Dạ, tự nhiên con làm cái đó thì con đẹp hơn thôi, với lại một phần nó cũng không có phải là quá, với lại cô biết cái mũi chỉ á nó đâu có giữ hoài đâu. Nó tầm hả nửa năm năm là hết trơn rồi. Mà tự nhiên cái chia tay vậy là sao con không cam tâm, con muốn kêu qua để coi là thật sự ở ngoài nó không có phải cao vuốt lên như vậy. Mà qua thấy vợ thì sao? Thấy nhan sắc vợ thì sao? Nó vẫn cao thiệt, con không chấp nhận được. Nói chuyện thì cũng khóc lóc, cái lấy cái con xìu xuống cái nên thôi luôn. Thôi quê luôn. Dạ. Bây giờ thôi chú hỏi nè, có lãng mạn không? Có tỏ tình, có làm một điều bất ngờ trong cái ngày mà cầu hôn không? Dạ chồng con thì không có gì lãng mạn hết. Nhưng mà tại vì con nói với chồng con á là thôi bây giờ em thích anh làm cái gì thì anh làm cái đó nha. Lại ví dụ con muốn là sinh nhật con anh làm gì vậy nè, là anh sẽ làm theo, thì thôi con thấy vậy thôi cũng được. Thì cái hôm mà hỏi cưới con thì sao, có lãng mạn không? Cái lúc đó là Tết cô, hai đứa gọi điện, cái tự nhiên cũng tâm sự rồi nói chuyện tới 1-2 giờ sáng á, cái kiểu thôi anh thấy anh với em vậy cũng được rồi đó, thôi mình cưới đi. Nói qua điện thoại hả? Dạ. Tới giờ thôi đó hả? Lãng mạn quá ha. Kiểu là cái chuyện cưới hỏi của tôi ông bạn nó lẹ lắm cô, kiểu là hỏi hai đứa hỏi ý nhau cái xong hai đứa ok cái okay, cưới qua bữa sau con kêu ba mẹ con qua để bỏ rượu luôn. Mà cái lúc bỏ rượu rồi xong hết rồi con, cái tới gần ngày đám hỏi rồi cái tự nhiên cái chị mới hỏi con là ủa anh vậy là mình cưới thiệt hả anh? Cái con đụng ủa gì vậy em sao vậy? Giỡn vô tư vậy. Con nghĩ là nhà của chồng con là làm nhanh làm liền vậy luôn. Còn bên gia đình con thì sao? Dạ thì ba mẹ con gặp thì khoái lắm, tại vì kêu mặt chồng con phúc hậu. Rồi kêu là nhìn tao nhìn á tao thấy là nó thương mày lắm tướng đó. Này tướng giàu nữa con ơi, nó giàu lắm, cái lỗ mũi của nó kìa. Con gặp đúng cái tùng cái bách rồi đó, rồi. Con mãn nguyện rồi. Rồi bây giờ nè, tới cái phần không, kia đi chị ơi. Đám cưới xong vui không? Dạ vui. Vậy là vẫn còn giếm được cái tật xấu của mình không, hay là cũng lòi hết? Lòi hết luôn. Bây giờ đứa nào kể? Chồng của con là con nhìn rất là điềm đạm với lại hiền đúng không? Nhưng mà lúc mà cưới về xong rồi con mới phát hiện lòi ra cái thói sân si. Sân si hả? Dạ. Tự nhiên cái tụi con đang chạy xe ngoài đường vậy nè, cái tự nhiên có một cái bạn kia thì mang một cái ba lô, thì bạn có in hình người yêu của bạn lên cái ba lô đó. Cái tự nhiên chồng con quay qua kêu thôi em kiểu thương nhau quá trời em ha, ý là nó là thương quá ha, để hình lên mà đặt kiểu lấy hình đâu ra dễ rồi sân si mà ra dễ đó. Mặt rất là sân si dạ. À, tiếp tục con thấy chồng con có lượm thượm không? Dạ có, chắc là quen con xong mà con mua đồ cho mặt là rồi con chỉ là mới làm. Còn chồng con là không có biết ăn mặc rồi mập gì đó mà cũng hay bận mấy cái đồ body rồi lòi mấy bụng. Dạ đúng rồi đó. Cho nên là lúc mà cưới xong mà con bắt là phải gọn gàng tươm tất lên. Con á bây giờ vẫn là một hot TikToker, con người nổi tiếng trên mạng đúng không? Vậy thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều fan hâm mộ, trong đó là fan nam chắc chắn là nhiều hơn. Ông có ghen không? Dạ hình như là không, tại mấy fan nam mấy con không có thấy comment. Tại thường cái nào con thấy comment là yêu con trả lời thay vợ con hết rồi. Vậy là không có ghen đó. Không có ghen đó chị. Không có ghen đó. Không có ghen. Trả lời giùm thôi chứ không có ghen. Mà thường trả con trả lời sao?
chắc cọc lóc lắm đúng không? Hoặc là xóa luôn á. Sân si, trả lời một cách sân si à. Cô chú. Con mà thấy chồng con bắt đầu lại ôm ôm rồi, bắt đầu hung hung hung, con là con biết rồi. Là con biết là chắc ổng dòm thấy một cái gì đó rồi, cho nên ổng lại ổng sát chứng tỏ. Dạ đúng rồi, biết là qua đã có chủ rồi nha mấy người. Đó. Rồi giờ mong muốn ông xã mình thay đổi điều gì nè? Dạ, con chỉ mong là sau này con có em bé hay là cái gì đó thì ông xã cứ như bây giờ là được. Tại vì con thấy là bây giờ là chồng con đã làm tất cả mọi thứ theo ý con thấy cái sự thay đổi luôn chứ không phải là rồi thôi. Là con muốn cái gì là rất là chiều. Thôi có con thì cứ giữ vậy thôi là thấy được rồi. Viên mãn hạnh phúc. Dạ đúng rồi, giờ là con đủ rồi ha. Dạ. Lắng nghe vợ và thay đổi, đúng không? Và thay đổi tốt. Dạ. Bây giờ tới con đó. Dạ, còn về vợ con thì từ lúc cưới giờ nhiều lắm chú. Có nhiều cái bệnh mà ngộ lắm, mà trước giờ con không có thấy, kiểu như là vợ con bị một cái là hay quên, nhưng mà là như là mình nhớ đúng vậy đó. Là con ví dụ một chuyện đơn giản đó là ví dụ vợ con kêu con lấy cái này đi, mà con vừa lấy cái này con để ở đây xong, cái bà đi đâu một vòng con quay lại, ủa sao anh lại lấy cái đó để ở đây? Cái con kêu em mới kêu anh làm như vậy luôn. Mà kêu, không có, em đâu kêu anh làm vậy, nào giờ em đâu kêu vậy bây giờ. Đó là kiểu vậy luôn. Hay quên. Mà luôn tỏ ra như mình nhớ đúng. Dạ. Này hơi bị khó đó con, nó như vậy là nó trong gọi là bệnh lý rồi. Nó bệnh lý rồi. Cái nhiều cái mà nhiều khi con muốn đặt camera trong nhà luôn không? Kiểu như là để cái đó nữa mình quay lại, tại không quay lại nói cũng được. Con nên đặt camera ở phòng bếp là một nè. Phòng khách là hai nè, đó là sẽ lòi ra cái mà cái gì người cần quên phải nhớ, người cần nhớ phải quên. Gì đó, là... Mà con phải ghi âm nữa nghe, có nghĩa là phải có cái micro nữa. Rồi sao nữa nè, sao nữa nè. Chỉ có một cái là tính vợ con là hay bị cọc, mà cọc nhiều cái kiểu là kỳ theo cảm tính đúng không? Mà mỗi lần cọc lên á thì vợ sẽ kiểu là ăn nói nó hơi bị cọc lóc xíu. Giống như một sự việc như vậy là bữa sáng đó con dậy sớm đi, cái con mới đi ăn sáng. Ăn sáng con mới mua đồ ăn sáng cho vợ con, là con biết bà thích ăn bánh canh. Thì con chỉ biết mua bánh canh thôi, tại bà này mua sai ý bà là bà sẽ nói mình là con biết vậy, con trừ hai con mua bánh canh luôn. Cái xong cái con về, cái con phơi đồ luôn. Cái xong con mới lát nữa bà dậy, cái con mới bảo em xuống đi ăn bánh canh đi, anh mua bánh canh cho em kìa. Cái bà kêu là cũng phải em mới ăn bánh canh rồi giờ anh mua bánh canh gì nữa. Con kỳ quá vậy trời, có vậy cũng biết nữa. Mà trong khi đó là sáng là mình đã dậy sớm, mình để cho bà ngủ rồi, mình làm hết tất cả mọi thứ luôn. Đó, cái xong cái vậy là cặp lên như vậy đó. Mà con không nhớ hôm qua nó mới ăn bánh canh hả? Dạ không. Tại vì là hôm qua là mẹ chồng mua cho con ăn. Dạ, đúng rồi, nó không nhớ. Vậy làm sao nó không nhớ, đúng rồi. Con được. Mà hai chồng là đang ở chung với ba mẹ chồng. Dạ. Rồi con có sợ làm dâu không? Dạ đó là cái là con sợ á. Tại vì thật sự là ở nhà con ba mẹ cũng cưng chiều con á, là lúc mà con ra ở riêng á thì con chỉ biết làm những việc cơ bản thôi, con không có khéo, con cũng không giỏi gì hết. Thì con sợ với lại là bên đây là ở với ba mẹ chồng, ở với ông bà nội luôn. Dạ là nhiều thế hệ ở trong một cái căn nhà. Nhưng mà lúc mà con qua thì con thấy là mọi người dễ, cho nên là con mới đỡ áp lực. Chứ lúc đầu về là con sợ lắm, con còn cắm nồi cơm bị sóng cơm nữa. Vậy có nghĩa là quên bấm ha, cắm dạ, rồi có thể là đó. Cái nồi cơm đó nó nhiều chức năng á, sóng lộn nút á. Rồi bây giờ mong muốn vợ thay đổi cái gì? Con thì con chỉ mong vợ con là lúc nóng giận thì vợ con nên kiểu như là kiềm chế cái lời nói mình lại, kiềm chế lại, đừng có nói những cái gì kiểu là nặng nề quá thì làm nhau bị buồn thôi, bị tổn thương đúng không? Thực ra cô thấy gì nè, bây giờ hiện giờ tụi con đang sống trong một gia đình ba thế hệ, phải khéo lắm á, mình không có sống theo kiểu mà bản năng của mình được đâu. Tạm thời á, những cái gì mà hai vợ chồng mà đó, như là con có nóng nảy hay là này kia nọ đó thì ở trong phòng, hai vợ chồng riêng ở trong phòng thôi. Và có giận nhau mấy đi chăng nữa cũng phải là điều chỉnh volume vừa đủ nghe cho hai vợ chồng thôi. Tại vì sao biết không? Thường á, tâm lý của những ông bố bà mẹ, nếu hai đứa tụi con mà hạnh phúc đó là ông bố mẹ vui lắm, vui và hạnh phúc lắm luôn. Rồi cái hạnh phúc của bố mẹ sẽ lan tỏa đến ông bà nội luôn, đúng không? Nhưng mà tụi con mà gây lộn nhau nhiều là bố mẹ buồn á, thành ra là phải khéo cái chuyện đó nghe không? Dạ. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng. Rồi, xin chào. Dạ. Không biết chúng ta ai lớn tuổi hơn ai? Thì trước tiên xin giới thiệu với bạn, mình hôm nay 36 tuổi, còn bạn? Dạ em 39 tuổi. Hả? Như vậy là em lớn anh 3 tuổi. Thường đã tìm được người anh. Thường đã tìm được người anh. Cùng hớt tóc chung một tiệm. Xin anh giới thiệu về mình. Tôi Hồ Phú Quốc, làm nghề may. Thế chị? Dạ em là Thủy Tiên, 31 tuổi, là giáo viên mầm non. Vậy là cô giáo đi may đồ à? Dạ không có. Chắc là sao mà cô giáo gặp được? Thì lúc đó là em ở ngoài Đà Nẵng vô. Thời gian đầu là em mướn nhà đối diện là nhà vợ bây giờ. Thế là hai bạn quen nhau. Lúc đó thì vợ của anh là bao nhiêu tuổi? Vợ 11 tuổi rồi. 11 tuổi? Mình 19 tuổi rưỡi. 19 tuổi rưỡi, còn cô này là 11. Lúc đó mới để ý thôi chứ chưa quen. Phải coi 11 mà bây giờ là 39 thì là 20 năm trước là bạn này đã để ý bạn này rồi. Vợ em lúc 11 tuổi, cái cảm tình của em lúc đó giống như là ông anh với lại đứa em gái thôi gì? Thì lúc đó em đã cảm nhận được
cái cảm giác của mình là như vậy rồi. Vậy là coi như trong tiềm thức á, là đây chính là cái người mà sau này sẽ phải làm vợ mình. Còn vợ thì sao? Dạ, ấn tượng xấu lắm anh chị ơi. Hồi đó là anh hay qua nhà em xin bột ngọt, xin muối, xin đường, xin đá. Cái anh nói chứ, trời ơi cô, nhà cô có con bé xinh quá, một lớn gã con. Cái em nói, anh đâu kỳ cục. Sáng sớm qua nhà người ta xin gã con gái là sao? Tự nhiên ghét. Em có nói ra câu nói đó không hay là dạ em không, để trong đầu để trong lòng thôi. Cái ấn tượng ban đầu của em về ông này là không ưa. Thế bây giờ hỏi anh nè, cái ấn tượng của anh về một cô bé 11 tuổi này là như thế nào? Rất là đẹp, có một cô gái là cứ ngồi trước cửa nhà, xõa tóc dài, mà lúc đó tóc quăn, da trắng trẻo lắm, giống như là một hình ảnh của một cô bé người Liên Xô vậy đó. Lúc nào cũng mặc cái áo len ở ngoài, dài tay. Chiều nào mình đi làm về mình cũng thấy cái hình ảnh đó, mình rất là ấn tượng. Thành ra nó giống như là nó in sâu vào trong cái tâm khảm của mình rồi á. Cái hình ảnh nó rất là tinh khôi. Anh ấn tượng về mái tóc. Thế em có ấn tượng anh về mái tóc lúc đó không? Dạ không, tóc ảnh hồi xưa bồng bềnh lắm anh. Vậy không hả? Có giống như bây giờ đâu. Mình hiểu, tại xưa mình cũng bồng bềnh lắm. Lúc đó anh 19 tuổi à, anh thư sinh, anh non lắm, hiền là hiền luôn. Nhưng mà có cái câu nói mình không có thích. Nên không có nói chuyện. Là cái câu nói đó đó phải không? Sau này gả cho con đó. Dạ sao? Đúng rồi. Thì bao lâu thì bắt đầu hai người có cảm tình? Là 11 năm đó. 11 năm thì... Đó là cô bé này là 22 hả? Dạ không, ảnh lúc đó ảnh đến nhà em là ảnh 19, em 11. Cái anh đi 6 năm trời luôn. Đi đâu? Lúc đó là công việc của mình nó không có ổn định. Lúc chỗ này, lúc chỗ khác vậy đó. Đi 6 năm nhưng mà là rồi quay trở lại hay sao? Dạ đúng rồi, quay 6 năm thì lúc đó thì cô này đã là 17. Dạ đúng rồi. Và 17 biết yêu chưa? Dạ chưa, nhưng mà lúc mà anh quay trở lại lần thứ hai là bắt đầu hít hít rồi đó. Mà tại sao hít hít? Tại lúc đó em thích một người con trai là tóc hai mái bồng bềnh nè, rồi áo sơ mi nè, quần tây nè, mang về hộp nè, y chang vậy luôn. Mê luôn á. Xuất hiện cái là... Vậy thì đến khi nào thì mái tóc bạn mới hết bồng bềnh? Dạ 7 năm sau. Thì lúc này ấn tượng lại khác nữa rồi. Tự nhiên giờ đầu lắc o à. Lần đó là tụi em nhắn tin qua lại, xong rồi cái hẹn nhau đi chơi. Thì lần đi chơi đó là em bật đèn xanh cho ảnh. Lúc đó em cũng đưa ra một hình ảnh về một người chồng tương lai của em. Cái anh nghe xong nó kêu đi tìm giống vậy đi, anh không được đâu, trời em quê chị. Lửa ái dòng tục. Giận tiếp. Giận bao lâu thì mới quê lại? Dạ 6 năm. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi vậy. Lúc mà em tự ái là rồi, cái ảnh cũng năm tới một lần. Anh kiếm mẹ em không à? Cái mẹ em đâu gặp đâu, em trốn. Thân mẹ nhưng mà hỏi thân tình tích của con gái. Ủa nhưng mà lúc đó là em có bạn trai không? 27 tuổi á, là em có quen một người. Thời gian ngắn thôi, rồi em chia tay. Rồi còn em, lúc đó em có bồ không? Có chứ, vẫn quen một người. Cũng định lập gia đình, nhưng mà vì ba mẹ không đồng ý cho nên là em cũng chia tay. Sau thời gian chia tay 5 năm sau thì em mới quen chính thức vợ em. Vậy hả? Cái mối tình cũng lạ lùng quá ha. Các bạn lấy nhau được mấy năm rồi ta? Dạ mới có 7 tháng. 7 tháng. Một cái thời gian biết nhau quá lâu như vậy. Rồi một cái cuộc hôn nhân là nó mới có 7 tháng thôi, thì lúc mà lấy xong rồi có gì khác lúc mà tìm hiểu nhau? Dạ có chứ, nhiều lắm á. Khi mà em được nhận lời cầu hôn á, em thấy mình giống như là công chúa vậy đó. Anh này đúng là một người mà em anh nói thật là em mắc cỡ quá. Là ảnh giống như là hoàng tử vậy đó, trong mơ luôn. Nhưng mà khi cứ về rất là nhiều cái chuyện xảy ra mình không nghĩ tới. Mình cảm thấy nó bị sốc lắm. Mình không nghĩ là cái người đàn ông mình chọn là như thế này. Ví dụ? Anh rất là ngang. Ví dụ như là xài điện thoại đi, em có cái tật đó là em úp xuống. Thì ảnh là bảo em á, úp xuống nó làm cái gì? Sợ ai gọi tới sao úp xuống làm chi? Rồi ngửa lên, rồi cũng ngửa lên. Rồi có khi em để điện thoại đồng hồ thì thường là để hai chuông. Thì em thấy em phải gạt qua. Em gạt qua rồi cái ảnh nói ai gọi gì này nửa đêm nửa hôm mà sáng sớm vậy. Đó. Xong rồi có một lần khác thì em phải mở bát ra, em gắn bát mà. Để em mở khóa là em không có cho nó reo nữa, ồn. Anh nói chứ làm gì mà bấm giờ này làm gì sáng sớm vậy? Ai vậy? Trời ơi, tức dễ sợ luôn. Tức là ghen đó phải không? Dạ. Ví dụ như cái âm thanh của cái chuông báo thức á thì nó khác. Mà cái chuông mà chuông điện thoại gọi tới là mình phân biệt được. Nhưng mà em nói vợ là vợ nói không phải. Có nghĩa là em thì xác định cái việc ảnh ghen gì là không đúng, đúng không? Dạ. Chứ có cái lần nào mà em công nhận là ảnh ghen đúng không? Có lần nào mà ảnh ghen mà cái ghen của anh là nó hợp lý không? Hợp lý không mà không? Còn hợp lý không? Cái hôm mà đám cưới em á, bà bác của bạn em gửi quà đó vô cho em từ ngoài Nha Trang. Thì bà không có đưa tận tay được thì bà mới nhờ thằng cháu đưa cho em. Nhưng mà em đang đi làm nên em mới nói là thôi đưa qua cho ông xã em đi, tại vì nó ở gần chỗ ông xã của em. Thì không biết là hai người này nói chuyện gì với nhau. Thì anh lại về anh nói là quà đó là quà của thằng đó tặng chứ không phải là của bà cô đó tặng. Tại cái đó là cái đồng ngủ đó, là anh ghen lên anh nói là bạn đó có ý đồ với em. Anh không có tin, anh cứ cãi ngang lên, thế là hai đứa giận nhau. Thì cái lý do của nó là như thế này,
là nghe vợ giới thiệu là người bạn thân chơi được 5 năm rồi. Khi mà gửi quà xong em cảm ơn, xong em mới nói hai ngày sau cố gắng dành thời gian để mà dự đám cưới cho vui. Thì cái người bạn đó nói là hai ngày sau nữa em không rảnh, cho nên là trong em nghĩ là cái món quà đó là của người bạn đó thì không đi được mới gửi quà chứ. Mà vợ thì nói không phải, vợ thì nói là của bác. Sau món quà đó bắt đầu mới gãy lộn rồi em mới khơi cái chuyện đó ra. Chứ không phải là ngay từ đầu là em đã nghi rồi. Đúng không? Thực ra như vậy nè, cái chuyện mâu thuẫn này là nó nghiễm nhiên là phải có thôi. Vì cái cuộc sống của hai bạn nó khác xa nhau nhiều lắm. Bạn này là 19 tuổi là đã bươn chải rồi, là tự thân tự lập hết. Còn bạn này thì ở với mẹ từ nhỏ, lúc nào cũng có gia đình bên cạnh. Thì hai cái cuộc sống, hai cái môi trường nó đã khác nhau rồi. Đó, rồi là cái tuổi tác nó chênh lệch nhau nữa. Cho nên rằng là bạn này phân tích cuộc sống với một cái góc nhìn của một cái người đã từng trải. Bạn phân tích rất là logic. Còn bạn này thì là vô tư lự từ lúc mà nhỏ. Cho nên là phân tích, thì nói vậy thì em nói vậy, thì em biết sao vậy? Đúng không? Cho nên hai người chưa tìm được. Không được nói chung thôi. Yeah. Cho một cái sự việc nào đó xảy ra trong cuộc sống vợ chồng thôi. Cái đời này cũng giải tỏa được chứ không có sao. Nhưng mà bây giờ để tìm hiểu thêm á, thì bạn cho biết thêm về những cái điều mà ngỡ ngàng sau khi cưới đối với bà xã của mình. Thì đã là vợ chồng thì cái gì cũng chung, chứ không phải là riêng được. Cái gì phải chia sẻ hết tất cả mọi điều. Em muốn cái điều đó. Mà có nhiều lắm lúc á, có những chuyện em biết, em hỏi thì vợ mới nói. Còn những chuyện mà em không biết, em không tìm hiểu, không cho biết, coi như là chuyện đó cho qua luôn. Ví dụ như đặt trường hợp như có một hôm vợ mua 4 cái áo về, bỏ trong cái bao á, rồi cái mặt cái lắm 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 chẳng nói chẳng rằng gì á. Thấy lạ đó. Em chờ vợ đi mà đúng là bữa đó em tò mò thiệt. Thì tìm hiểu ra thì trong cái bao nó có 4 cái áo còn nguyên nhãn luôn. Mà trong khi vợ nói là đồ thì em sống như đây được rồi, năm nay mình còn thiếu thốn. Em nghe cũng mừng, vợ cũng biết chia sẻ cái tâm lý, cái kinh tế của mình. Rồi sau nói được câu đó, hai ngày sau lại mua 4 cái áo về giấu. Mà vợ làm cái gì mà không rõ là nhìn con mặt là biết liền à. Mọi người có cảm thấy là đây là một cặp vợ chồng mà đây là vừa làm chồng vừa làm bố nè. Đây là vừa làm vợ mà vừa làm con nè. Em có thấy là chồng em không giấu em bất cứ điều gì không? Những cái mà ảnh chia sẻ thì em biết, chứ em cũng không tò mò, tại em tin. Còn em có cái cảm giác giống như vợ em không? Chưa hoàn toàn, khoảng 80-85%. Chị thấy vậy nè, cô này á, cổ còn đang là chưa quen được với một cái cuộc sống mà tách riêng khỏi gia đình để mà hòa quyện vào một cái cuộc sống riêng. Cho nên á, rằng cái phương pháp của em là đúng, là để cổ tự nguyện. Mà cái tự nguyện đó là phải có cái sự định hướng dẫn nhất của em. Mẹ phải làm cho khéo. Có nghĩa là để cái nhu cầu của cần phải chia sẻ với em, đúng không? Nặng nề lắm á chị, em bị gò vô một cái khuôn khổ em bức lắm á. Thì cũng chưa thể quen được đâu, tụi em mới lấy nhau được có thời gian ngắn. Thì bây giờ là cái việc của mình là phải làm sao cho nó bền vững, để rồi mình còn vun vén cho con cái mình nữa. Sau hôm nay về tâm sự nhau nha. Cảm ơn. Chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận, chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Tụi em là tụi con chứ đúng. Tụi con là Quang Minh, Việt Trúc. Thì mọi người hay gọi tụi con là TZ và Led. Thì tụi con là nhà sáng tạo nội dung trên mạng. Và tụi con cũng vừa mới có một cái đám cưới 10 năm. Dạ. Tụi con quen nhau 9 năm thì cầu hôn và 10 năm đám cưới. Đâu con giới thiệu giống như một cái lý lịch trích ngang về con cho cô nghe cái nè. Tên đầy đủ rồi tuổi là bao nhiêu tuổi nè? Dạ, con tên là Huỳnh Quang Minh. Con năm nay là 28 tuổi, bằng tuổi với vợ con luôn. Dạ. Rồi. Con chủ yếu công việc của con là sáng tạo nội dung thôi. Dạ, con chủ yếu là con có một vài công ty riêng. Dạ, con là nhà đầu tư và có sở hữu những công ty riêng nhưng mà sao con tranh thủ con kể đây con bia luôn đi đó. Đây là cơ hội cho trời con. Đất ơi, chị Vân chị đã mở lời như vậy rồi. Trời, đây là những cái phút rất là tuyệt vời, chúng ta có thể tranh thủ, chúng ta show up và giới thiệu về công việc cũng như là công ty của chúng ta. Mời con. Dạ thì con có một quán cà phê nghỉ điên làm chất. Dạ con có một cái cửa hiệu bán những cái đồ couple, những cái đồ đôi, những cái áo đôi, những cái đồ tình yêu. Trời. Và tụi con có một cái con có một cái doanh nghiệp làm về những cái đồ để phục vụ cho những cái khoảnh khắc yêu nhau nó tốt hơn. Wow. Người ta là tuổi trẻ tài cao, bạn này tuổi trẻ giàu to. Trời. Quá rồi. Dễ thương. Và các bạn, và hai đứa con là có một cái nickname rất là nổi tiếng ở trên mạng là TZ cái gì Lép. Và Lép. TZ và Lép. TZ và Lép. Rồi mời con. Dạ. Con chào cô Hồng Vân, chú Quốc Thuận, chào tất cả mọi người. Con là người yêu của anh Minh được 10 năm và bây giờ đã trở thành vợ chính thức. Dạ. Rồi tên họ đầy đủ nè, lý lịch trích ngang nè. Dạ, con tên là Nguyễn Việt Trúc. Và mọi người gọi con là TZ. Dạ. Con bằng tuổi, con nói nói tuổi đi. Con bằng tuổi với lại anh Minh, tại vì ngày xưa tụi con học chung cấp 3 lớp toán ở quê. Dạ, và lên đại học thì tụi con quen nhau tới bây giờ.
Hiện tại là các con đang ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở đâu? Dạ tụi con ở Hồ Chí Minh luôn. Quận mấy? Dạ quận 4. Cà phê ở đâu? Quán cà phê ở quận mấy? À, dạ quán cà phê quận 10, Monkey in Black. Dạ. Quận 10 à? Ở đâu? Phường mấy? Dạ. Tại nhà tôi quận 10. Dạ sư Vạn Hạnh. Sư Vạn Hạnh à? Đối diện. Ngày nào tôi cũng đi, coi như tuần nào tôi cũng đi Vạn Hạnh Mall cả. Dạ đúng rồi, đối diện luôn. Vạn Hạnh Mall. Ok. Là em rủ vợ đi hay đi mình? Trời ơi, người ta à, đi đâu đi vô cà phê đúng không? Ừ. À, ngủ dĩ nhiên là ngủ vợ rồi. Okay. Đúng không? Thì phải còn, hỏi cho nó đâu đó rõ ràng. Mà đi cái chỗ cái mall kia đó là tuần nào cũng đưa mấy đứa nhỏ đi. À làm một bên là đi vợ, một bên là đi với con đúng không? Đó, okay. Đó đó đó, sắp tới rồi là chia phe. Ủa nhưng mà nó là bên kia vậy con? Dạ, bên kia in black. À rồi. Dạ. À, có thể ngày mai chú sẽ tới đó. Dạ. Rồi, bây giờ hãy kể cho chú với chị Vân nghe về cái câu chuyện tình của các con. À, hồi nãy tôi con có kể là chú với chị Vân, trời ơi, nghe nó nghịch cái ngôn không, từ chú kể với chị Vân chú là với chị Vân của chú á, chị Vân của chú thì thiếu chữ của chú, thiếu cái chữ chú thôi mà đó. Ừ. Không sao cả nha. À, hồi nãy tôi con nói là tụi con quen nhau từ cái thời đại cấp 3. Dạ, ở dưới quê biết nhau ở cấp 3 tại vì học chung lớp cấp 3 nhưng mà là yêu nhau là lúc, yêu đúng không? Dạ, yêu nhau là lúc đại học. À, thôi từ lúc đại học đi, thôi bây giờ từ lúc đại học các con bắt đầu yêu nhau như thế nào? Dạ, Trúc thì học đại học Bây Giờ Thành phố Hồ Chí Minh. Con thì học đại học quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thì hai cái đó nó sẽ giao nhau ở một cái chỗ là Hàng Xanh á. Thì ở dưới quê tụi con á thì khi mình lên đây thì không có ai quen biết cả. Thế là hai đứa, thực ra thì hồi cấp 3 tụi con rất là ghét nhau. Tụi con cũng không ưa nhau ấy, tại vì đây là bí thư. À, đây là thủ quỹ. Con là bí thư. Thì một đứa thì giữ tiền suốt ngày đòi con, mà con là lúc nào cũng muốn xài tiền của lớp. Một đứa giữ tiền, một đứa quyền lực. Đúng không? Con phá tiền. Thế là khi mà lên đây á thì bắt đầu hai đứa cũng không có quen biết ai, thế là cũng cứ đèo nhau đi chơi với lại là nói chuyện với nhau, nhưng mà sao không biết làm sao tự nhiên đang không thế là dính. Thế là dính hả? Tự nhiên thế là dính hả? Ủa nhưng mà cấp 3 đó là tại sao con lại không ưa anh này? Dạ tại vì đây là một hình mẫu đối ngược lại với con luôn. Con là một cô gái rất là chính chuyên. Đi học không bao giờ bị thầy cô nhắc nhở về những cái vấn đề liên quan tới hạnh kiểm các thứ. Nhưng mà anh này thì luôn ngồi sổ đầu bài tại vì nói chuyện riêng trong lớp. Ô sao thắc mắc nha, tại sao bí thư mà lại là một cái người mà giống như ngoại giao vậy, có thể nói chuyện cả ngày được không ạ? Rất là nhiều chuyện luôn, tới tận bây giờ luôn á chú. À, tức là không thích người đàn ông nói nhiều. Dạ, con rồi. Cũng đâu có ưa đâu, tại con thích con gái năng động. À, nhỏ này đụt lắm. À, vậy nhỏ hả? Này trong mắt con là hồi đó là chỉ có số ngày nhìn lên bảng, nhìn xuống bảng, nhìn lên bảng, nhìn bổ thấy giống như con gà gật gật gật. Như vậy là cái thời đó là không ưa nhau, nhưng mà lên đại học thì cái điều gì mà khiến cho các bạn lại thay đổi? À, xa quê đó em đó. Xa quê xa nhà không. Dạ, ai cũng, chơi á cũng cái điều đó luôn á. Cũng cái điều đó luôn á chú. Cái gì nữa? Ví dụ vậy như chị... là con thích là cô nè, cô nói phân tích có đúng không? Dạ dạ. Ông bí thư này á là coi như ông quậy quá, hiểu không? À, rồi cũng không ai ưa ổng. Dạ. Không ai chơi với ổng. Rồi cô này á là mọt sách quá, rồi cái cũng không ai chơi với cổ luôn. Cái hai đứa phiêu dạt lên Sài Gòn cái gặp nhau. À, cái cũng không ai chơi tụi nó luôn, cái tụi nó gặp nhau, cái tụi nó chơi với nhau. Chơi nhau chứ có giờ là, ai chơi tụi nó? Có nghĩa là từ ghét thành thương, từ ghét ghét thành thương thương, hay là do các bạn dậy thì muộn là lên tới đại học rồi mới bắt đầu dậy thì, rồi lúc đó là mới biết cảm mến nhau. Dạ. Nó lạch tụi nó không có ai chơi tụi nó buộc lòng phải chơi với nhau. Đúng không? Đúng không? Sao, sao nghe cô đơn quá. Cô đơn mất giá quá. Sao? À, con như hồi nãy con nói thì cũng cái tính này mà làm con yêu. Ừ. Tại vì hồi xưa thì đúng là con thích con gái năng động thật. Ừ. Nhưng mà đến cái thời mà bắt đầu mình tự nhiên mình lúc đó đúng là nghĩa là cô đơn giữa Sài Gòn á. Ừ. Thế là mình mê nói mà không có ai nghe. Con nhỏ đứng ngồi sau xe nó nghe. Nghe từ đoạn cuối luôn. Nghe chăm chú lắm. Ủa vậy mà chấp nhận cho chở đi hả? Dạ cho chở chứ. Tại lúc đó con xe à. Đã nói là không có ai chơi mà. Bây giờ có nhờ ai cũng đâu ai chở. Ừ. Chỉ có con bé này chở thôi. Nó thương bé dễ sợ luôn. Ừ. Vậy đó. Và nhỏ nó cũng thương nhỏ luôn, nhỏ chịu đựng nghe. Và cuối cùng nghe viết thành ghiền đúng không? Dạ, con thích nghe tại vì con không biết nói gì. Rồi đến khi nào thì bắt đầu là hai đứa mới là cảm mến nhau, rồi bạn này cũng như tỏ tình với con? Dạ, tụi con không có một cái lời tỏ tình chính thức. Nhưng mà con vẫn còn nhớ hồi đó ảnh có nói với con sau một lần đi chơi về là anh có cảm tình với em. Cảm tình chứ không phải là tình cảm nha. Ừ. Ý là kiểu mặc dù thể hiện là có thích mình đó, nhưng mà vẫn nói như kiểu giữ giá. Và cái khoảnh khắc đó thì con nghĩ là ok, mình có thể tìm hiểu nhau, tiến triển với nhau hơn. Và tụi con mặc dù không có cái ngày chính thức tỏ tình, nhưng mà tụi con ra mắt gia đình hai bên cũng như là công khai nhau khá là sớm. Là từ đó là biết, tất cả mọi người đều biết là hai đứa quen nhau chính thức. Là cái đại học lên đây, đại học năm thứ nhất luôn hả? Hay là năm thứ hai? Khoảng năm nhất, năm hai. Năm thứ nhất là bắt đầu công khai với gia đình luôn.
Dạ, công khai theo kiểu là khi mà mẹ anh Minh lên Sài Gòn chơi á thì anh Minh sẽ dẫn con đi cùng. Thì đúng rồi, vậy là công khai gì nữa. Đây là bạn gái con đi theo, đi cùng đi ăn chung với gia đình, đi chơi chung với gia đình, đúng không? Thay vì phải về quê ra mắt thì thật ra là mẹ lên thì như ra mắt mẹ luôn. Đó, nhưng mà ra mắt mẹ là lúc đó. Bây giờ cái việc ra mắt và cái nụ hôn đầu tiên là cái nào nó có trước? Dạ, cái nụ hôn đầu tiên có trước. Đứa nào bật mí cho chú nghe cái vụ nụ hôn á. Ủa gì kỳ chứ? Trời ơi, sao chị công nhận em tò mò ghê. Không phải em không có tò mò, nhưng mà rồi cái gì nó cũng phải đến thôi hả? Thôi lỡ nói luôn đi con, mệt mỏi quá. Dạ, không biết vì sao nhưng mà con không có nhớ những cái thứ chính thức. Nhưng mà nhớ những cái thứ mà nó hơi hơi chính thức thôi. Là kiểu hôm đó con với anh Minh đi chơi, hai đứa còn nghèo á, nên là ra công viên hẹn hò. Thì hôm đó anh Minh có ý định hôn con. Con có thể nhìn ra, đúng rồi, con có thể nhìn ra cái ý định đó. Xong rồi lúc ổng tiến tới chuẩn bị hôn là con né đi chỗ khác. Xong rồi con giả bộ là, ủa cái này là vô tình né thôi chứ không có cố ý. Đó, nhưng mà con biết là ổng có ý đồ hôn mình. Rồi sao, cứ nghĩa là mình hôn cái đầu, cái phát đầu nó hụt. Có hôn tiếp phát nữa không? Đi quê, bây giờ để cho Minh nói cảm xúc lúc đó đi, con có bị quê không? Mẹ con nói thiệt là con không nhớ lúc đó luôn. Ủa sao vậy? Nó không ấn tượng gì à? Dạ tại thường chúng ta hay xóa đi những ký ức mà chúng ta bị quê. Nghĩa là quê đó. Lâu lâu hay nhắc câu chuyện này á, nhưng mà con hay kiểu phủ nhận, kêu làm gì có, nghĩ sao mà anh chủ động hôn em được, không thể nào có chuyện đấy được. Nhưng mà trong buổi hôm đó, ngay sau đó là con có đoạt được nụ hôn không? Dạ, không. Ồ, vậy là con không có bản lĩnh rồi. Trời ơi, mà mình chảnh mà cô. Thôi ra mà có hụt ra là tôi chụp cái mặt là tôi kéo vô tôi hôn luôn. Không có né đâu được hết trơn. Đó là hàm hồ. Đó, vậy thì cái nụ hôn đầu tiên đó là mà trúng đó. Sau đó là cách nhau bao lâu? Dạ con không nhớ thiệt. Không nhớ. Con chỉ nhớ cái lúc hụt hụt thôi. Mình có nhớ không? Dạ không luôn. À, thiệt là chúc tụi mừng ha. Tụi con cười lắm. Tụi con là không có những ngày như vậy, những ngày gọi là chính thức không biết là từ khi nào. Nhưng mà chị nhớ ngày cầu hôn là khi nào thôi. Rồi tụi con cũng sẽ không có nhớ ngày tặng quà đầu tiên khi nào, chỉ nhớ ngày trao nhẫn cưới thôi, kiểu vậy á. Thật sự là mình không nghĩ là các bạn này lại có một cái kỷ niệm rất là sâu sắc như vậy. Không có nhớ gì cả. Rồi Minh cầu hôn với vợ như thế nào? Dạ thì lúc đó là 9 năm. Thì thật ra có một câu chuyện rất là huyền thoại cặp đôi tụi con đó là. Ủa là mới đây đúng không? Dạ đúng rồi. Thì thời điểm đó thì tụi con là quen nhau cũng rất là lâu. Và từ cái thời mà hai đứa đúng nghĩa là hai bàn tay trắng thôi. Thì cái thời điểm đó con có nói với TG là nếu như ngày sau này mà anh còn xứng đáng với em á, nghĩa rằng là cái bản lĩnh của anh đủ. Đủ ở đây nghĩa là đủ tài chính nè, đủ bản lĩnh nè, đủ cái kiềm chế cái tôi mình lại để giữ gìn hạnh phúc, thì anh sẽ cầu hôn em. Lúc đó thì nếu như mà anh nghèo thì anh sẽ cầu hôn em bằng nhẫn cỏ. Thế là cái thời điểm mà con cầu hôn Trúc thì lúc đó là 9 năm. Tại vì con hứa với Trúc đó là hứa 10 năm, cho anh 10 năm để anh cố gắng. Vì 18 tuổi nó 28 tuổi, lúc đó 9 năm rồi, sắp deadline rồi. Thế là con biết mình đừng có đám cưới, con cầu hôn. Thì con mới làm cái nhẫn cỏ đúng nghĩa đen. Nhưng mà cái cỏ của con này làm bằng vàng trắng này nọ. Xong cũng ngầu lắm. Thế là con mới giả vờ con thuê. Con nói với Trúc là ngày hôm đó là có tài trợ một cái sự kiện ở trên du thuyền. Thế là Trúc cũng súng xính đi, mặc đồ lên đẹp lắm. Xong mọi người trong đó con cũng giả vờ cho hướng dẫn viên ngồi nói các kiểu. Xong bước lên du thuyền thì ngay ở giữa, ngay cái đằng trước một cái hoàng hôn thì con mới cầu hôn Trúc. Cái clip đó cũng khá là viral. Wow, lãng mạn quá. Cũng khá là vui, tại vì đó là lời hứa, chỉ có tức một cái là nhỏ này không nhớ gì lời hứa luôn. Vậy hả? Không nhớ gì luôn, trời ơi. Thì Trúc có anh một cái... Anh có hứa với em không? Phải hứa đầu hay là hứa với ai? Trúc, tại vì Trúc có một cái nguyên tắc là Trúc sẽ không có nhớ những lời hứa của con. Tại vì Trúc luôn nói là, sợ là hôm nào mà hứa thì đó là lời hứa thật lòng của con lúc đó. Nhưng ngày mai thì sẽ không phải là con lúc đó nữa. Cho nên là sẽ không có quá mong chờ về điều đó. Và lúc con nói á, Trúc không nhớ, xong con kiểu hả? Ủa chứ không phải bữa giờ em cố gắng em nhá đèn để anh cầu hôn hả? Cho nên là lúc đó cả hai đứa đều bất ngờ hết. Con cũng bất ngờ luôn, con cầu hôn mà con bất ngờ luôn. Vậy hả? Nhưng mà cái trạng thái của con cái lúc đó như thế nào? Khi mà tự nhiên có như giữa một cái hoàng hôn rực rỡ như vậy, rồi có một cái người bạn của mình quỳ xuống và trao chiếc nhẫn cỏ làm bằng bạc, làm bằng vàng trắng. Vàng trắng hả bạn? Ừ, cái bạc với vàng trắng nó khác giá dữ lắm em. Vâng, em nhầm. Bằng vàng trắng. 9 năm sau là anh ấy đã đó, thành đạt rồi. Đó, nhưng mà vẫn nhớ là cái chiếc nhẫn cỏ, đúng không? Là sao? Tâm trạng của nó như nào? Tự nhiên nhắc lại cái con xúc động á. Con lúc đó là đã quen được 9 năm rồi và con nghĩ là hai đứa sẽ về chung một nhà và sẽ không có một cái cầu hôn nào hết. Tại vì nó giống như cái lúc mà
yêu nhau á thì không có một lời tỏ tình chính thức. Thì cầu hôn con cũng không cần luôn. Nhưng mà không ngờ là chồng con lại làm cho con một cái buổi cầu hôn đáng nhớ tới như vậy. Giờ nhắc lại con vẫn còn nhớ cái hình ảnh, cái cảm giác lúc đó. Mà cái nhẫn đẹp không cô hỏi thiệt? Dạ cái nhẫn rất là sến. Nhẫn đó con tự thiết kế luôn á. Trời ơi, đẹp không vậy? Dạ không, cái này sao mà dám đeo? Bây giờ chị hỏi em là vàng trắng mà nó quả tiết thành những cái cỏ là nội, mà đeo cái đó không là nó rắc vô quần, vô áo, nó đâm vô da, vô thịt. Trời ơi, làm sao mà đeo được? Lắm đúng không? Đúng rồi. Anh rất là tự hào với cái nhẫn đó. Thì con cũng rất là yêu cái nỗ lực của ảnh. Nhưng mà để nói thật lòng là nó có đẹp hay không thì nó rất là sến. Nó rất đẹp và tất cả mọi người đều rất thích luôn. Tại vì cô biết không, cái thương hiệu mà lúc mà con làm cái đó là xong rồi con có public cái tên đó, thì là thương hiệu đó liên tục được đặt order để làm nhẫn cầu hôn. Trời ơi, nói chung là không cùng gu thôi. Ủa nhưng mà lúc ra cái năm đó là năm nào con? Dạ là cuối năm 2021. Rồi 9 năm yêu nhau vậy tụi con có cái sóng gió gì không? Hay là nó trơn tru mộc mạc vậy đó? Dạ. Sóng gió tính theo ngày vậy con. Những cái sóng gió của tụi con là cái người trong cuộc không có nhận thức ra luôn. Kiểu như khi mà mình làm sáng tạo nội dung về tình yêu á, thì mình luôn có một cái tưởng tượng, một cái gì ta, một cái màn trắng là tình yêu của mình luôn hoàn hảo. Nên là khi mà có những cái vấn đề gì liên quan tới việc mà hai đứa khó kết nối với nhau hay là ngày càng xa cách nhau á, thì tụi con không có nhận ra điều đó. Và nghĩ là mọi thứ nó vẫn đang ổn. Thì tụi con có một cái giai đoạn là quen nhau tầm 6-7 năm là hai đứa bắt đầu không có tiếng nói chung. Anh Minh thì stress vì lúc đó công việc của anh Minh chưa có đi tới đâu á, kiểu cảm giác mình chưa có thật sự có sự nghiệp trong tay á. Còn con thì lúc đó mới tốt nghiệp đại học xong, nhưng mà con lại không đi theo cái ngành của con. Và cũng đang rất là chênh vênh, kiểu như không biết mình nên làm gì. Và hai đứa không có tiếng nói chung trong khoảng thời gian đó và xa cách nhau rất là nhiều. Tự dưng là lạnh nhạt, nguội lạnh đó. Dạ, đúng rồi. Mất bao nhiêu lâu? Dạ con nghĩ là một năm hơn. Wow. Dạ. Các con có từng chia tay nhau không? Dạ rồi. Dạ rồi. Là chia tay lâu không con? Cái thời điểm đó là dạ 5 ngày. 5 ngày. Ai là người chủ động nói cái lời chia tay? Dạ anh Minh đã chia tay xong con. Okay. Ai là người chủ động mở cái mỏ gọi là hàng gắn? Lý do là Minh nói chia tay là sao? Dạ con chia sẻ thật là hồi nãy con có nói về cái lời hứa lúc 9 năm á, tại vì con luôn nhớ cái lời hứa trong lòng. Thì 6 năm, lúc đó là 6 năm thì cô có tưởng tượng là từ năm nhất đến năm 6 kiểu là mình cũng sẽ mong chờ là ví dụ như 9 năm thì có cái nhà đi, thì từ năm nhất đến năm 6 thì cũng phải có được kiểu 1 tỷ hay gì đấy. Nhưng mà thời điểm đó thì con thất bại rất là nhiều. Con mở công ty nào ra là con thất bại công ty đó luôn. Và được cái thì nó không nợ thôi. Nhưng mà mình cứ về mo hoài, nghĩa là về zero hoài. Thế là mình nhìn vào người yêu mình cũng mà mình nghĩ là vợ tương lai, thì mình nghĩ cảm giác là mình ngày càng không xứng đáng, tự ti. Thật ra đó là một cái sự hèn á cô. Nhưng mà ở cái thời điểm đó khi mà mình không còn đủ tỉnh táo nữa thì mình sẽ không có, mình sẽ không kiềm chế được. Và vì mình không dám nói ra, không thể nào là một người đàn ông dám nói ra là ok, anh thất bại quá nên anh không dám ABC. Nên nó tạo ra một cái sự tự ti nhất định. Và chính cái sự tự ti đó nó làm cho con ngày càng phản ứng ra với những cái mà Không nên phản ứng như vậy. Chuyện rất là nhỏ mà tự động con bật lại nó rất quá là nhạy cảm. Nghĩa là bình thường một cái chuyện đó bình thường. Nhưng ngày hôm đó đối với con là nhạy cảm. Ví dụ như Trúc đi qua một cửa hiệu với Tots & Kids đi, Trúc thấy cái túi đó, Trúc chỉ đứng nhìn lâu thôi. Con cũng bắt đầu cảm giác nhạy cảm. Vì tại sao mình không có đủ tiền để mình làm điều đó. Thế là vì những cái chuyện đó nó cứ ở trong lòng mình hoài. Lúc đó rồi nó cứ dồn nén những cái chuyện khác ngoài lề. Lúc đó con mới bùng lên, con mới nói chia tay. Nhưng mà đến cái thời điểm chia tay xong mắc cười cái là lúc chia tay cũng anh hùng lắm. Kiểu là chắc chắn nhất rồi á. Nhưng mà trong 5 ngày tiếp theo con nhốt mình trong cái kho của công ty con. Là giống như là tụi nhỏ hay nói là thời điểm đó sợ lắm. Tại suốt ngày phải đi tiếp tế lương thực cho con á, thì con không muốn ra ngoài. Và đúng là trong 5 cái ngày đó là con ở trong phòng tối đó, con cảm giác là cái thứ duy nhất con nghĩ là Trúc thôi. Nó giống như cái cảm giác con hay so sánh là lúc mình ở bên nhau á, khi mà cái tình cảm nó qua giai đoạn tim đập thình thịch rồi á, thì nó giống như hơi thở vậy. Mình không bao giờ mình biết trân trọng hơi thở của mình á, cho đến khi ai bóp mũi mình 5 giây là mình thấy là mình tắt thở. Thì đây cũng vậy á. Thì đến lúc mà con biết là con đã mất chút rồi á, thì con kiểu con thèm khát có lại được khủng khiếp. Và đến trong những ngày đó con nghĩ rằng chỉ cần có chút thôi, cái gì cũng được. Đó là thôi cố gắng 5 ngày sau kệ, nhắn tin rồi năn nỉ quay lại các kiểu tùm lum la. Con chủ động luôn. Dạ con chủ động, nhưng may quá chút cũng đồng ý. Tại lúc đó mình cũng nghĩ là tại con có một nguyên tắc là con sẽ làm hết mức có thể. Nếu được thì thôi. Nhưng may quá là một người dám làm và một người dám chịu, thế là ok rồi. Nhưng mà được một cái là sau cái thời điểm đó, tự nhiên đúng cái thời điểm đó khi mình xác định là thứ hai đứa cần là tình yêu thôi á, thì tự nhiên sự nghiệp con thăng tiến dựng cột luôn. Dạ.
Thế là đủ tự tin đó, tự nhiên lúc đó mình tự tin lúc nào mình không biết luôn á. Dạ, không còn tự ti nữa đó. Ừ, không còn tự ti nữa là mình làm được thành công đó em. Còn... Mà chờ, và Trúc thì chắc trong 5 ngày cũng mong chờ cái cuộc gọi điện thoại của ảnh đúng không? Dạ, con với ảnh tính giống nhau, hai đứa mạng hỏa nên rất là hổn. Ảnh đòi chia tay thì con chia tay, con có giá của con mà. Đó nên là tại vì cái lý do mà hồi nãy ảnh mới nói á, là sau này con mới biết, chứ còn lúc đó là ảnh hành xử rất là kỳ lạ. Tức là ảnh hành xử không, mình cảm nhận được là không có còn tình thương cho mình nữa. Ừ, đúng nên rồi, nó không yêu mình nữa đó, đúng, dạ, đúng không? Rồi, nên là con cũng ok. Mày mà con khóc nhưng mà con ok. Nhưng mà cô hỏi con lúc đó là công việc của con thì nó lại là anh Đông. À, lúc hay đó là con cũng đang làm công ty chung với anh Minh luôn. Tụi con trước giờ làm mọi thứ với nhau luôn. À. Công ty cũng cổ phần chia cho nhau, rồi công việc sáng tạo nội dung cũng làm trên kênh của nhau luôn. Nhưng mà lúc đó khác bây giờ ở một cái là cái công việc lúc đó nó chưa phải là con. Nó chưa có khiến con cảm thấy là mình là chính mình đó. Nên là con chưa có mê cái công việc đó. Dạ đúng rồi. Thật ra như thế này, cái giai đoạn mà một người đàn ông ở cái tuổi mà thành, có nghĩa là đi làm sớm giống như chồng con á, chắc chắn là khi mà trải qua những cái giai đoạn là thất bại á, rồi lúc đó là hai đứa có nhà chưa? Dạ chưa. Rồi lại chưa có nhà, cơm áo gạo tiền rồi tiền thuê nhà đã gì, thất bại công ty nữa, thành chắc chắn là bạn này không stress, không bị trầm cảm nặng đã là một cái thành công rồi đó. Dạ. Đó. Rồi, thực ra là cái 28 tuổi của tụi con mà tụi con sự nghiệp như vậy là ok lắm á, tại vì người đàn ông á thường là bắt đầu từ 30 đổ đi á, là lúc đó là thường thì họ bắt đầu mới thành đạt vững chắc á. Con có suy nghĩ đơn giản là tại vì vợ con bằng tuổi, tại vì nếu như mà yêu nhỏ tuổi hơn thì con nghĩ là tầm 30 hoặc là hơn cũng không sao. Nhưng mà cứ nghĩ đến chuyện là năm 28 tuổi thì tại con luôn suy nghĩ là phụ nữ sau 30 đẻ nó sẽ gặp nhiều khó khăn hơn rất là nhiều. Và nếu mình không vững, mình không có một cái mái ấm, mình không có cái nhà, mình không đủ bản lĩnh để mình nuôi con, nói đâu xa đừng có nói đến chuyện tiền bạc, mà nói cái chuyện là mình còn thời gian để mình chăm cho con đã là một cái chuyện khó rồi. Thế các bạn đã có em bé chưa? Chưa đúng không? Rồi bây giờ là đã có nhà chưa? Dạ có rồi. Có rồi. Các bạn ở nhà thuê, có nghĩa là các bạn đã ở chung với nhau từ, có nghĩa là quen từ 19 tuổi. Dạ, đúng không? 18 tuổi. Và ở chung với nhau là bao nhiêu tuổi? Dạ, quen được 7 năm là bắt đầu ở chung với nhau. Như vậy là các bạn ở nhà thuê cũng phải là mấy năm? Dạ, tụi con ở mới mua nhà đây. Tụi con mới mua nhà hồi năm ngoái. Sao nghĩa là 7 năm đó thì tụi con vẫn tiếp tục ở nhà thuê. Dạ, thì ai cũng vậy mà, làm sao mà hăm mấy tuổi mà có nhà được. Thôi bây giờ bỏ qua cái giai đoạn mà nhà thuê đi. Mình vô là cái nhà mua đi. Ha, là hai chồng về ở với nhau rồi đám cưới rồi chương thứ nhì đó em. Tới cái gì? Đúng rồi. Tới cái phần đó mấy đứa biết mà đúng không? Thì giữa cái nhà thuê với cái nhà mà nhà mua đó thì những cái tánh xấu nào nó có thay đổi không? Nó có thay đổi từ nhà thuê qua nhà mua không hay là cũng y chang vậy? Y chang vậy. Đó. Dạ, con thấy ảnh rất là nhất quán. Từ năm nhất quen nhau cho tới bây giờ thì vẫn bừa bộn như thế. Có nghĩa là coi như là không có thay đổi đúng không? Dạ đúng rồi, rồi bây mãi trường tồn á. Mãi mãi trường tồn á. Thôi bây giờ bắt đầu mình lần lượt mình liệt kê đi con. Thôi bây giờ mình đàn gái trước nha. Rồi. Nếu mà nói về nếu mà nói về tật xấu thì con nghĩ tới bừa bộn đầu tiên. Bừa bộn nè. Nhưng mà cái hồi mà mới quen á thì con lại rất thích cái sự bừa bộn đó, tại vì đó là một cái cơ hội để mình có thể qua nhà ảnh xong rồi xếp đồ cho ảnh để mình chứng tỏ là tình yêu của em dành cho anh là sự gọn gàng đồ cho anh đồ này kia. Sống bừa là dịu dàng và gọn gàng đó con. Dạ. Con sống bừa chứ con thích gọn gàng. Lạ vậy đó. Con vậy đó. Cái nết con là con sống bừa nhưng con muốn bước vô nhà phải thơm với sạch. Thì bởi vậy người ta mới muốn thích như vậy để người ta có cơ hội nè. Dạ. Ủa nhưng mà tại sao bây giờ lại là cảm thấy nó khó chịu? Dạ tới bây giờ con vẫn cảm thấy điều đó ok. Tức là con đang nói là kiểu cái hồi đầu á mình yêu điều đó ở ảnh, nên là bây giờ khi mà cưới nhau về rồi thì con cũng sẽ không thể nào ghét cái điều đó ở ảnh được. À như vậy thì đối nhưng với con nhưng mà vẫn xem nó là thật xấu. Dạ, như vậy đối với con thì làm sao nó là tật xấu được? Tật xấu là khi nào mà mình cảm thấy không chịu được cái đó và mình muốn anh thay đổi thì nó mới là tật xấu. Còn khi con nói ôi tôi yêu cái tật xấu của anh ấy thì nó không phải là tật xấu. Dạ, vậy nếu là nếu vậy thì anh Minh không có tật xấu. Bấm điện thoại. Bấm điện thoại trong lúc ăn hả? Hồi dạ, đó con coi cái có điều nhắc đó. Buồn nữa hả? Hồi đó con coi điều đó là tật xấu nhưng mà gần đây con đã thấy ok với điều đó. Bỏ tại vì hả? Dần dần tức là khi mà một người ví dụ một người hút thuốc hay là một người mê game các thứ á thì mình đứng ngoài mình nói vô người ta sẽ không thay đổi, trừ khi mà tới một thời điểm nào đó họ tự ý thức được sự thay đổi thì mới cái điều đó nó mới thay đổi được, nên là bây giờ con đang chấp nhận cái điều đó thôi. Ôi tại sao con lại chấp nhận những cái điều vô lý đó? Ví dụ bừa bộn thì thôi có thể chấp nhận đi, là bởi vì đàn ông vậy á, họ nhiều việc quá, nhiều khi họ không có để ý đến những cái tỉ mỉ tẳng mẳng về mặt mỹ thuật ở trong
gọi là nội thất của gia đình mình thôi, có thể chấp nhận, nhưng mà bấm điện thoại ảnh hưởng đến sức khỏe con. Dạ đúng bao, rồi. Đau bao tử. À, rồi mắt sẽ lên độ liên tục, ví dụ vậy. Đúng cái thứ hai nữa, một cái điều nữa mà hiện nay đó là gần như là một cái tật của các cặp vợ chồng ở trong cái thế giới này luôn, chứ không phải riêng Thành phố Hồ Chí Minh hay là Việt Nam đâu. Đó là về nhà mỗi người một cái máy rồi không ai nói ra một câu nào cả. Rồi nó làm cho một cái không khí gia đình nó không có một cái tiếng nói, nó không có một sự rộn rã ở trong trong gia đình. Dạ, tụi con cũng đã từng có một thời gian giống vậy. Ừ. Nhưng mà khi nó lạ một cái là khi mà con chấp nhận cái điều đó là anh Minh không cằn nhằn nữa, thì mặc dù là lúc ăn anh Minh vẫn sẽ bấm điện thoại, nhưng mà những khoảng thời gian khác á, ảnh sẽ tập trung nói chuyện với con hơn. Dạ. Nghĩa là lúc ăn mình mới bấm thôi. Dạ, lúc ăn có thể bấm có thể không, nhưng mà con không có bắt ảnh 100% không bấm được. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Tính tình có hiền lành lạc hậu không, hay là cọc cằn cáo lỗ? Dạ, cọc cằn, cọc cằn. Ví dụ đi. Ảnh rất là dễ nóng. Dễ nóng dưới chứ con. Dạ, dễ nóng với con và mọi người, nhưng mà dễ nóng với con nhiều hơn. Tại vì con với ảnh khác nhau rất là nhiều. Con có cảm thấy khó chịu với những cái sự cọc cằn đó của ảnh hay không? Dạ, có. Đó là tật xấu đó. Dạ, có. Nhưng mà con chị được rồi. Đó là khi mà ảnh nóng tính lên á, mà con nóng tính lại á, thì hai đứa sẽ cãi nhau rất là nhiều. Nhưng mà con dịu đi một xíu. Con có thể không cãi nhau lại với ảnh. Cũng không phải là kiểu phải xoa dịu ảnh, nhưng mà mình chỉ cần im lặng một chút thôi là anh sẽ tự review lại cái hành động vừa rồi của ảnh, xong ảnh năn nỉ xin lỗi các thứ. Có nghĩa là bây giờ xài chiêu là một người á, là gọi là sơ, lửa ở trên trời á, sơn ở gì lửa thiên thượng hỏa, thiên thượng hỏa, thì bây giờ mình chấp nhận mình là lửa đèn dầu đi con. Mình thu mình lại ở cái bóng đèn dầu đó, thì trời ơi, ở ngoài đó thiên thượng hỏa ầm 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 cũng không có ảnh hưởng gì luôn, không cộng hưởng được để mà tạo thành đám cháy. Đây mới là thiên thượng hỏa. Thì... còn mấy đứa này nó là lư trung hỏa hay gì đó, hỏa đồ sơn. Hỏa đồ sơn đó, hỏa đồ sơn là hỏa đồ sơn là cũng trên núi rồi, là nó đốt cây, nó đốt rừng. Thì bởi chị mới nói là hai đứa nó cùng một lúc á là cháy rừng người ta. Dạ, hiểu không? Ủa mà hay hồi nãy giờ con bé nó kể muốn thấy nó chấp nhận cái đó là tật xấu chứ, tại vì nó đã thay đổi con bé rồi. Vì con bé đâu có tật xấu gì đâu. Đâu xấu chứ, cọc cằn là xấu chứ. Nhưng mà bé nó đã nói là đã thay đổi rồi đúng không? Không, có nghĩa là thay, tức là nó dùng cách nó trị thôi. Nhưng mà cái người phụ nữ cô nói cho con biết, một khi mà người ta cảm thấy người ta bất lực trước những cái điều mà mình không thay đổi được, và người ta chấp nhận cái việc im lặng, đừng có tưởng đó là gọi là mình chiến thắng, không có đâu. Không có chiến thắng một chút nào cả. Và nếu như cái sự yên lặng đó nó hoài như vậy á, thì đến một lúc nào đó người ta không thể im lặng được. Bởi vì sao biết không? Tại vì đồng tuổi, giỏi giang ngang nhau, đúng không? Đều có hai cái tay, hai cái chân, một khối óc và một trái tim. Có nghĩa là một cá thể biệt lập chứ không phải là phụ thuộc mình. Thành ra người ta sẽ có những cái mà như mình đã từng có. Là mà hơn nữa người ta cũng là gì, hỏa đồ sơn nữa, đúng không? Thôi cùng mạng rồi bây giờ, cho nên là đừng bao giờ để cái điều đó xảy ra. Người phụ nữ im lặng không có tốt đâu. Rồi bây giờ nhân đây thì mong muốn ông xã thay đổi điều gì, nói luôn đi. Dạ, em con muốn ảnh chịu khó ăn nhiều hơn một xíu để cho ảnh tự tin hơn về cái sức khỏe của mình. Dạ vậy thôi, chỉ vậy thôi là con nghĩ nó sẽ thay đổi được nhiều thứ lắm. Kiểu mình chỉ cần tự tin vào bản thân mình á, là cái tính mình nó dịu dàng lại hẳn. Còn bây giờ thì anh Minh stress với bản thân á, nên là cái phản ứng với mọi người cũng sẽ stress theo. Về sức khỏe của mình hả con? Dạ. Kiểu anh Minh nó gầy quá. Chứ là con lười ăn hả? Cũng không hẳn bị lười ăn, nhưng mà nó sẽ là stress, xong nó khiến chán ăn thì không đủ sức, nó lại stress, nó cứ vậy á. Và khi mà mình không đủ ăn thì nó sẽ thiếu một vài khoáng chất, ví dụ thiếu kẽm đi, nó sẽ gây thêm trầm cảm. Và những cái đó thì con đã đi xét nghiệm mày nói hết rồi, và đúng là con thiếu thật. Thì chính vì những cái đó nó mới khiến cho mình nghĩa là mình cứ tưởng là sức khỏe và tinh thần là hai cái nó hơi tách biệt, nhưng mà không phải, không phải, nó ảnh hưởng hoàn toàn đến nhau luôn. Và có những cái ngày mà con bị stress, nghĩa là con thì không bị đau dạ dày, nhưng mà có những cái ngày mà con bị stress, nghĩa là con đang căng thẳng trong người về công việc á, con nuốt vô là nó sẽ trào ngược ra lại, nuốt vô nó trào ngược ra lại, con không ăn được. Thì đó là những cái mà Trúc mỗi lần Trúc chứng kiến, con biết là Trúc rất là xót, nhưng mà con cũng cố gắng hạn chế những cái đó đi á. Thì đến bây giờ thì con nghĩ là con cũng đã khá là thành công trong chuyện hạn chế nó bớt đi rồi. Chứ còn thì vẫn còn. Thực ra nếu mà thiếu chất nào thì bổ sung về vấn đề thực phẩm cái chất đó thôi con. Thôi để qua tuần đi, chú sẽ liên hệ với con, chú mời con tham gia một chương trình với chú. Đảm bảo con sẽ có một ngày no nê. Không có một cái chương trình ăn đâu mà.
đi ăn cả ngày trời luôn đó. Và chắc chắn là cái câu chuyện mà tại sao bạn ăn cái món đó là chắc chắn là bạn phải thú vị thì bạn mới ăn được cái món đó nha. Tuần sau đi chú sẽ liên hệ với con, nghe khá là thú vị á nha. Dạ. Rồi bây giờ mời con nói về bạn ấy. Con hả? Từ năm thứ 8 đổ về trước, con rất là ghét một cái tính của Trúc, đó là tính bướng. Trúc rất là bướng, bướng ở trong mọi thứ luôn. Nghĩa là Trúc sẽ là một người sống rất là tình cảm và con là người sống rất là lý trí. Ví dụ cãi nhau đi, con sẽ ngồi lôi hết logic ra để con nói. Trúc sẽ cãi bằng đúng một câu thôi: em không cảm nhận được tình yêu của anh. Nó nhiều đó thôi là Trúc chiến thắng. Giống hồi nãy cô Hồng Vân có nói là đừng nghĩ rằng là khi mà phụ nữ mà họ chấp nhận điều đó là mình chiến thắng, nhưng không. Khi Trúc chấp nhận điều đó là con thấy Trúc thắng. Và bởi vì Trúc con thấy Trúc thắng cho nên là con mới thay đổi. Đó thì Trúc trước đây rất là bướng. Nhưng mà mãi sau này con mới nhận ra là chính nhờ sự bướng đó của Trúc thì con thấy Trúc đáng yêu. Tại vì thú thật là từ nhỏ đến lớn thì đến cái thời điểm mà con thành công á, không có ai cãi con á. Mọi thứ thì con làm độc lập á, cho nên đa số những người xung quanh con sẽ là những người ở dưới hoặc là đối tác của con thôi. Thì tự nhiên đùng cái con nhỏ nó suốt ngày nó cãi mình. Mà cãi nhiều lắm, cãi trong công việc, cãi trong cuộc sống, cãi đủ thứ luôn. Có những cái mà con biết lúc đó là Trúc làm thì chắc chắn Trúc sẽ thắng và kiếm được rất nhiều tiền, nhưng mà phải 2 năm sau con thuyết phục mãi Trúc mới làm. Lúc đó thì đúng là kiếm nhiều tiền thật, nhưng mà nó đã trễ so với cục mốc đó rồi. Thì vì cái sự bướng đó cho nên là mình cảm giác là mình biết trước mọi thứ nhưng tại sao không chịu làm á, mình khó chịu. Nhưng mà sau này con mới thấy được là vợ con chính nhờ cái bướng đó nó lại bù đắp cho con rất là nhiều. Ví dụ trong công việc con là một người cả thèm chóng chán. Con rất là, con đã thích một dự án là con đâm vô con làm rất là ghê, sẽ up mọi thứ rất là ghê, nhưng mà đến khoảng tầm 1 năm bắt đầu con thấy bắt đầu nó nhạt liền. Nhưng mà Trúc là sẽ đâm liên tục luôn. Cứ bình tĩnh làm điên cuồng luôn. Cuối cùng con là người sẽ up và Trúc là người thực hiện. Thì cuối cùng sau này con lại thôi, con kêu Trúc là em cứ bướng đi. Chính cái nhờ cái sự bướng đó của em mà khiến cho mình mới. Thế thì bây giờ có còn thấy đó là tật xấu không? Cái bướng đó có bây con giờ vẫn khó chịu nha. Mỗi lần cãi nhau con vẫn rất là cọc nha. Không, bây giờ chú chỉ cần nhưng hỏi là con có chấp nhận cái đó là tật xấu của chú không? Lúc tỉnh táo thì con không chấp nhận. Con cảm giác là không chấp nhận đó là tật xấu, nghĩa là con vẫn thấy nó ok. Chỉ có là lúc cãi nhau là con tức có nghĩa là chấp nhận rồi chấp nhận. Bây giờ tiếp tục còn tật xấu gì nữa? Không chịu đi tập gym. Ê, có rồi, tuần rồi mới tập 2 ngày. Không tập thể dục đúng không? Dạ, không tập thể dục. Tập thể dục. Và con bây giờ cô ấy đã nói là có rồi. Nè trong. Dạ, mới tập 2 ngày vậy. Dạ. Cái lần nào cũng tập 2 ngày xong bỏ 1 năm vậy. Không, bây giờ hỏi này thì giờ con mong muốn chút thay đổi cái điều gì. Dạ, tập thể dục hết rồi. Là tại chỉ vì... có như vậy thôi là hoàn hảo đúng không? Tại vấn đề của con, mọi người có nghĩ, mọi người hay nhìn thấy con ép chút đi tập thể dục sẽ nghĩ là con là một người kiểu là thích gái ngon hay gì đó. Nhưng mà thật ra trước đây con không có ép. Chỉ là đến thời điểm mà chút tự nhiên chút mặc cái váy xong chút kêu trời ơi sao em mở bụng nhiều quá, kiểu vậy á. Rồi con nhìn thấy sự tự ti của Trúc và Trúc bắt đầu hạn chế đồ đạc lại và kiểu cảm giác là mỗi lần mặc cái gì cũng sẽ suy nghĩ rất là nhiều. Nhưng con muốn Trúc thoát khỏi cái cảm giác đó thôi. Mặc dù là có thể khi mình tập thì nó cũng không giảm xuống. Thế con có tập không? Dạ có. Con tập đều. Hai vợ chồng cùng nhau đi tập chung đúng không? Và rõ ràng là thấy cái sự mong muốn của hai bạn này á chị, đó là điều quan tâm đến sức khỏe của người bạn đời của mình. Dạ. Trúc nghĩ là con nên ăn nhiều. Và bạn Trúc bây giờ đổi lại, anh ăn nhiều, anh ăn thêm nhiều đi, tôi sẽ tập nhiều. Ok, hiểu không? Đó. Cảm được không? Rồi, con quéo cái đi. Đó. Ok. Giờ em chúc đi, em chúc cho hai bạn này là... Hai bé nó muốn không chị? Muốn chứ, bây giờ 28 tuổi rồi. Dạ, 2 năm nữa. 2 dạ. năm nữa. Thôi. Trời ơi, 2 năm nữa, vẫn còn cử tới 2 năm nữa luôn. Không sao, để mượn mỏ đâu. Ha. Chúc cho hai đứa đúng 2 năm sau. Ha. Năm 2025, ha, sẽ chào đón một thiên thần. Hai thiên thần luôn đi. Để sinh đôi đi nha. Để sinh đôi luôn nha. Ha, cặp gái hoặc là cặp trai đến với gia đình của chúng ta. Không, nghe. Cặp trai gái luôn đi em. Hoặc là cặp trai gái luôn. Đó, đến với gia đình của chúng ta nghe. Rồi, một gia đình đẹp đều, một gia đình hoàn hảo. Con cảm ơn cô chú. Rồi, cảm ơn tụi con.